Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bản Vẽ Nhà. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu nhà cấp 4 bình thường. Mẫu nhà này thì rất là bình dân, dành cho tất cả các bạn. Bạn nào mà đang có ý định xây nhà cấp 4 thì mong rằng sẽ qua cái video này thì mình sẽ giúp ích được cho tất cả bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng tổng quan về cái mẫu nhà cấp 4 này nhé. Trên màn hình của các bạn đây, chúng ta sẽ cùng đi tham quan ngôi nhà này xung quanh nhé. Đấy, bạn có thể nhìn xung quanh ngôi nhà này. Ngôi nhà này thì mình đang bố trí công năng sử dụng nó gồm có 3 phòng ngủ nhá, bếp và bếp này, phòng vệ sinh khép kín rất là thông thoáng. Các bạn có thể nhìn từ ngoài vào trong ngôi nhà này thì chúng ta có thể nhìn thấy là khu vực phòng bếp này được thông ra một cái cửa ở đây, thì ngôi nhà này rất là thoáng mát nha các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào để tìm hiểu xem ngôi nhà này có thiết kế như thế nào nhé. Ok, đây là cái công năng sử dụng của cái ngôi nhà này. Mình sẽ zoom to lên cho tất cả bạn cùng xem. Đó, thì đằng trước sảnh là mình có sử dụng điểm nhấn cho ngôi nhà bằng một cái le, của le nhà. Và trước trước nhà thì mình sử dụng 2 cây cột. Các bạn có thể thấy khu vực phòng khách, khu học phòng khách thì mình thiết kế là nó lùi ra một chút, mục đích để mình có thể để những cái kệ tivi ở đây. Đây, cái tivi ở đây và chúng ta có thể xem phim ở đây nhá. Đấy, chỗ này vẫn còn thừa, rất là rộng rãi luôn, sân chơi. Ở vị trí này thì các bạn cũng có thể là bố trí thêm một cái cửa sổ nữa ở đây. Thế thì mình hơi quên mình chưa đặt cái cửa sổ vào đây. Thì chúng ta sẽ cùng đi vào và xem tiếp đến là khu vực phòng bếp dành cho gia chủ. Thì ở đây mình thiết kế ngôi nhà này với khu vực phòng bếp tương đối rộng rãi. Các bạn có thể nhìn trên màn hình. Khu vực phòng bếp thì mình có thể thống hội nó ra một chiếc cửa phụ, thì giúp cho ngôi nhà của các bạn sẽ được thông thoáng hơn. Và tiếp đến là mình ở đây mình cũng bố trí thêm một cái cửa sổ nữa. Đó. Vị trí bếp thì mình bố trí cũng khá là hợp lý dành cho tất cả bạn. Thì ở đây mình có để một cái tủ lạnh này, bếp, nấu ăn. Thì ngôi nhà này công năng sử dụng là có 3 phòng ngủ. Tiếp đến là một chiếc phòng ngủ này. Phòng ngủ thì mình cũng bố trí cửa sổ rất là thoáng đãng và nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này. Đó. Một mẫu nhà vô cùng tuyệt đẹp dành cho tất cả các bạn. Bạn nào xem video này nếu mà thấy hay á thì hãy đăng ký kênh nhá để ủng hộ cho mình. Và đặc biệt là bạn nào nếu mà muốn thiết kế cho dành riêng cho miếng đất của bạn thì các bạn có thể comment vào cái video này. Mình sẽ làm giúp các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào và tham quan ngôi nhà này chi tiết bằng. Chúng ta sẽ cùng đi vào tham quan ngôi nhà này nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào khu vực sảnh này. Đó. Khu vực sảnh điểm nhấn của hai cây cột nhá. Chúng ta sẽ cùng đi vào khu vực phòng phòng khách của ngôi nhà này. Wow. Tuyệt vời đấy các bạn ạ. Đấy. Cái đằng khu vực phòng khách này thì mình làm cái điểm nhấn này. Chúng ta có thể bố trí cái đấy, chúng ta có thể bố trí cái kệ tivi đấy rất là hợp lý luôn. Cái chỗ con chuột này chúng ta có thể bố trí thêm một cái cửa sổ này cho nó thoáng mát cái phòng khách này ra nữa nhá các bạn. Đấy, vừa rất là nhỏ gọn và xinh xắn luôn, ok chưa, rất nhỏ gọn và xinh xắn. Khu vực cửa sổ này thoáng quá, ngôi nhà này, ngôi nhà này mình nghĩ là rất là tuyệt vời đấy, thoáng đãng. Chúng ta sẽ cùng vào tham quan khu vực phòng phòng bếp nhá. Đấy, phòng bếp thì mình bố trí một cái bàn ăn ở đây. Bạn thấy không? Tuyệt vời không? Sau ở phòng bếp này chúng ta có thể treo cái quạt trần đây thì tôi phải nghĩ. Này, bếp bố trí rất là hợp lý luôn dành cho tất cả bạn. Thoáng đãng. Đấy, bếp ở đây và một cái cửa phụ ở đây luôn. Đấy, mình sẽ đi ra khu vực cửa phụ để cho và nhìn vào trong nhé các bạn nhé.
khu vực cửa phụ này. Đó. Khi mà ngoài thì các bạn nhìn vào thấy không? Bàn ăn đây và bếp ở đây rất là bố, ngôi nhà này mình nghĩ là bố trí công năng rất là hợp lý luôn. Đó. Bây giờ thì xin mời các bạn vào và xem chi tiết cái phòng ngủ nhá. Đây là phòng ngủ số 1 này. Chúng ta sẽ cùng đi vào phòng ngủ nhá. Đó. Phòng ngủ ở đây thì mình bố trí một cái cửa sổ ở đây. Các bạn có thể làm một cái rèm. Các bạn nếu mà muốn xây cái mẫu nhà này thì hãy cho thợ của các bạn, thợ xây của các bạn xem cái mẫu nhà này thì chắc chắn là người ta sẽ tư vấn cho các bạn về kích thước cụ thể nhá. Đây là phòng ngủ tiếp theo. Đấy, bố trí công năng. Với một ngôi nhà cấp 4 mà 3 phòng ngủ, mình nghĩ là cặp vợ chồng thì tha hồ dư sức là có thể ở được rồi. Và phòng vệ sinh khép kín thì ngôi nhà này đúng là một một ngôi nhà tuyệt vời. Đấy, ở đây thì nhà vệ sinh mình cũng bố trí cho gia chủ luôn, bồn tắm luôn. Đây bồn tắm đây, tắm ở đây. Đây nhà vệ sinh, bồn rửa mặt. Rồi. Như vậy là hôm nay mình đã cung cấp cho các bạn một mẫu bản vẽ vô cùng là đẹp. Nếu các bạn thấy cái video này của mình hay thì hãy nhớ là đăng ký kênh để nhận những cái video tiếp theo của mình nhé. Và đặc biệt là hãy chia sẻ video này cho thật nhiều người cùng xem để mọi người cùng biết đến, hoặc là có thể giúp ích được nhiều người hơn. Và bây giờ